Thưa quý vị, tại dự thảo luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi, Bộ Công an đề xuất tăng thời hạn đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 30 ngày. Và nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng điều này là hoàn toàn cần thiết nhằm thu hút du khách quốc tế. Ngoài ra, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất sửa đổi quy định về thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần theo đề nghị của người nước ngoài, nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài có nhu cầu vào Việt Nam đến 3 tháng. Các trường hợp có nhu cầu tiếp tục ở lại trên 3 tháng được xem xét giải quyết theo quy định hiện hành. Chính phủ sẽ quyết định danh sách các nước, vùng lãnh thổ có công dân được cấp thị thực điện tử, danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh bằng thị thực điện tử, trên cơ sở không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội của Việt Nam. Thực tế cho thấy, tăng thời hạn lên 30 ngày sẽ tăng được thời gian lưu trú, sử dụng dịch vụ của khách du lịch khi đến Việt Nam, góp phần quảng bá, thúc đẩy du lịch các địa phương phát triển.